Ok. Rồi, xong rồi bác. Rồi bác xuống đi, được rồi, ngon lành, thoải mái rồi, bây giờ tiếp tục nữa. Rồi. Trời ơi, nó kêu từ dưới, nó kêu lên. Rồi nó kêu hết cuộc sống rồi. Đúng rồi. Đang trải nghiệm đúng không? Đi từ Mỹ về trải nghiệm cái gì đó. Rồi làm trước. Đang nạn nạn. Đi coi. Cái đó. Cái Việt Nam làm ăn sao? Cái gì ta? Ôi da! Trời ơi, má ơi, kêu cái này nã nè. Rồi. Chị ơi, tranh máy quay của em. Ủa, đã gì đâu em. Mời mọi người phát biểu. Dạ. Là nghe nó rồi, thoải mái nha. Rồi chị. Giảm hết cả người. Rồi xuyên. Cái dọc vẽ liên tục. Bây giờ kéo lại cái chân mà. Ở cái này là giữa cho bé rất là hay. Cảm ơn thầy. Rồi bác về đây chân cảnh sao rồi? Chân cảnh có thấy hơi nhẹ chút. Rồi. Rồi bây giờ ba thầy thuốc có rồi ba bệnh nhân ra rồi ba thầy thuốc vô có ý kiến rồi mình giao khi trải nghiệm mình làm thầy thuốc á mình thấy sao mình rất là mệt đúng không rồi từ thầy thuốc phát biểu mình cảm thấy mình rất là mệt đấy chưa dạ qua cái phương pháp con vừa được học từ thầy tôi thấy rằng rất là tuyệt vời ngay cả đối với bệnh nhân và ngay cả người làm người làm cũng nghe khỏe đấy thấy rất là dễ chịu dạ mình hôm nay được tham dự cái lớp giảng của thầy thì thấy rất là bổ ích, rất là có lợi cho sức khỏe cho mọi người và thấy rằng nó sẽ cải thiện được sức khỏe của mình và cho cái người trên gia đình mình giúp cho. Đúng rồi. Cái phương pháp của thầy vừa phổ biến xong rất là hữu ích cho những bệnh nhân khi mà đặc biệt đi cổ xương sống đặc biệt cái người chị nó cũng thấy khỏe theo. Rồi, rồi, cảm ơn. Cảm ơn thầy.